dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ một mai để xa chúng tôi. Thì hôm nay em có về đó là trường Sơn An Lão Hải Phòng để set up cho bác Chiến một bộ quỳnh trị giá đó là 42.800.000 đồng anh em nhé. Thì với bộ quỳnh này thì như anh em cũng đã nhìn thấy, đây là giá và từng thiết bị ở trong bộ quỳnh này. Đầu tiên đó là loa lưới TVK15, loa full bass 40 anh em nhé, full bass 40 với từ 190/76. Cặp loa này thì anh em đang nghe trên kênh rất nhiều rồi đúng không ạ? Lưới TVK15 sử dụng bass 40 anh em nhé. Mic lưới BS800 đây. Một bộ micro BS800 rất là đẹp, một màu đen rất là xịn sò đúng không anh em? Bộ mic này hiện tại với giá đó là 3.600.000 đồng, hát là rất là bắt mic luôn anh em nhé, hát rất nhẹ và bắt mic luôn. Vang JBL KX 180, một trong những dòng vang chính hãng nội địa của Chi Lan do Lưới Acoustic nhập khẩu và phân phối anh em nhé. Đấy, con vang này thì bên em sẽ setup cho anh em đó là 6 chế độ. Ở đây thì setup 6 chế độ để cho bác hát và nghe nhạc. Quản lý nguồn lưới VS952, một trong những chiếc quản lý nguồn có thể giới hạn điện áp lại anh em nhé. Ở đây thì em có cài đặt cho bác điện thì cũng rất là trung bình, 219-220V. Ở đây thì bên em sẽ giới hạn cho bác đó là từ 190V đến 240V. Thì trong cái ngưỡng này thì quản lý nguồn nó sẽ hoạt động, và trên ngưỡng này hoặc dưới ngưỡng này thì quản lý nguồn nó sẽ dừng lại anh em nhé, sẽ không hoạt động và nó tự ngắt cái quản lý nguồn để bảo vệ cái thiết bị của anh em. Đây là dây cáp USB em đang cắm để setup, cũng rất là đơn giản thôi, delay cho từng cổng một ra. Đấy. Quản lý nguồn này thì hiện tại với giá đó là 2.200.000 đồng. Cục đẩy lưới F7409, một cục đẩy 4 kênh với 900W trên một kênh. Thì với cục đẩy này thì kênh 12 thì em sẽ đánh cho đó là loa TVK15. Đấy, kênh 12 là đánh TVK15 anh em nhé. Và 34 này thì em đang chập bridge để đánh một quả súp hơi bắt 50 lưới TVK18. Đây quả TVK18M với giá đó là 8 triệu đồng. Đấy, tổng combo bộ quỳnh này anh em để thấy đây. CD chập bridge để đánh súp hơi 50 vì cộng dồn kênh để đánh được dư giả hơn. Đấy, AB đánh full với bộ quỳnh này rất là ok, ổn áp luôn anh em nhé. Súp 50 đi với này full 40, vàng rất là cao cấp, JBL KX 180 đẩy F7409, tiếng rất là hay, sáng và sạch sẽ. Micro BS800, một trong những dòng micro gia đình cao cấp với giá chỉ 3.600.000 thôi, đang setup và test với bộ quỳnh này anh em nhé. Chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả.
Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.